danh y danh ngôn tinh hoa. Cuốn sách này được lương y Nguyễn Thiên Quyến biên dịch lại từ cuốn gốc Danh y danh ngôn hội tụ của Trương Tồn Đễ năm 1992. Trong quá trình học tập và lâm sàng, tham khảo hơn 140 tác phẩm kinh điển trung y, tác giả chọn lọc được 429 câu danh ngôn của danh y nhiều đời, hội tụ những tinh hoa về lý luận và biện chứng luận trị. Sách được tuyển lựa cẩn thận, các đề mục đều sát với lý luận thực tế lâm sàng, ngôn từ tinh tế, kiến giải độc đáo, lưu truyền sâu rộng. Sách lấy biện chứng luận trị làm cương, chia ra hai phần, biện chứng và luận trị. Trong mỗi phần còn chia ra nhiều mục nhỏ, nội dung mang ý nghĩa thực dụng, mở rộng kiến thức y học cho người đọc. Bài giảng Đông y dược học. Cuốn sách được lương y Nguyễn Thiên Quyến dịch từ bài giảng Đông y dược học trong bộ Khiêm trai y học giảng cảo của Tần Bá Vị, sách xuất bản năm 1996. Đây là những bài giảng Đông y Đông dược dành cho các học viên trung y lâm sàng các năm 1958 đến năm 1963. Danh y Tần Bá Vị đã kết hợp lý luận, nguyên tắc chỉ đạo truyền thống của cổ nhân với tri thức uyên bác và những kinh nghiệm ứng dụng sáng tạo của bản thân trong 30 năm hành nghề. Ông không chỉ nêu những kết quả đạt được mà còn đặt ra những vấn đề tồn tại trong thực tiễn để gợi mở cho người tiếp thu, suy nghĩ, nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm. Trung y nhi khoa lâm sàng thiền giải. Đây là cuốn sách tóm tắt lâm sàng chữa các bệnh thường gặp ở trẻ em. Tác giả là Trung y Vương Bá Nhạc. Với kinh nghiệm giảng dạy nhi khoa nhiều năm, cộng với kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng của tác giả, cuốn sách được trình bày có hệ thống, từ cơ chế sinh bệnh, biện pháp xử trí, đến việc giới thiệu các bài thuốc điều trị cổ điển và đương thời. Cuốn sách sẽ là tài liệu quý đối với những thầy thuốc trong lâm sàng, cũng như những nhà nghiên cứu về Đông y Đông dược. Y học tâm ngộ. Y học tâm ngộ là tác phẩm đời nhà Thanh, gồm 5 quyển, do Trình Trung Linh biên soạn. Nội dung lấy bát cương biện chứng và cương yếu của phép điều trị bát pháp để giới thiệu có hệ thống tật bệnh của các khoa, nội, phụ, ngũ quan, v.v. Sách tích lũy 30 năm tâm đắc trong nghề y, lĩnh hội những tinh hoa từ nội kinh, nạn kinh và các tác phẩm nổi tiếng của nhiều danh y. Quyển 1 ghi chép 40 điều về y luận, bao gồm bàn về tứ trần, bát cương, vận dụng bát pháp trong điều trị. Quyển 2 phân tích chứng trị lục kinh trong Thương Hàn Luận. Từ quyển 3 đến quyển 5 giới thiệu tật bệnh và biện chứng luận trị những bệnh tật thường gặp trong nội khoa, ngoại khoa, ngũ quan khoa, phụ sản khoa. Tác phẩm phân loại rõ ràng, trình bày yếu lĩnh tinh vi, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và lâm sàng, là trước tác về giáo dục y học nên phổ biến rộng rãi. Kho tàng bài thuốc bí truyền của Đông y. Sách này được lương y Nguyễn Thiên Quyến dịch từ nguyên bản cuốn của Kim Trung y Dược Bí phương Đại toàn do nhà xuất bản dân tộc Quảng Tây Trung Quốc xuất bản tháng 4 năm 1994. Sách này chia ra nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, phụ khoa, có những khoa riêng chữa về tai mũi họng, răng, mắt, bệnh ngoài da và bệnh lạ, bệnh khó. Với hơn 350 chứng bệnh khác nhau, 600 bài thuốc bí truyền từ xưa đến nay, đã qua nhiều kinh nghiệm, đã được in trên nhiều sách báo. Cương mục rõ ràng, dễ tìm, dễ thấy, an toàn, giản tiện. Chưa có bệnh thì đề phòng, bệnh nhẹ thì có thể tự mình chữa lấy. Là một quyển sách đáng tin cậy của mọi nhà. Ngoài ra, không thể không kể đến hai bộ sách dịch rất nổi tiếng của lương y Nguyễn Thiên Quyến mà Tinh Hoa Xanh đã từng giới thiệu đến các bạn trước đây. Những bài thuốc tâm huyết của 800 danh y Trung Quốc đương đại và bộ Chẩn đoán phân biệt chứng trạng, chứng hậu trong Đông y. Bên cạnh đó, ông còn tham gia biên soạn, dịch thuật rất nhiều bộ sách quý khác nhằm phổ cập kiến thức Đông y Đông dược.